Chúng tôi xin được đề cập đến vấn đề đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Hình ảnh này thì đang ngập tràn trên mạng xã hội với những ý kiến bày tỏ sự lo lắng về việc là hai sản phẩm mì và miến ăn liền của Asia Cup Việt Nam có chất cấm. Và cơ quan an toàn thực phẩm Iceland vừa có thông báo quyết định thu hồi một số các sản phẩm ăn liền của công ty cổ phần Asia Cup Việt Nam, cụ thể đó là mì Hảo Hảo và miến Good vì chứa ethylene oxit. Ngay khi mà nắm được thông tin cảnh báo thì Bộ Công Thương đã vào cuộc khẩn trương xác định thông tin này. Trước mắt thì Bộ Công Thương đề nghị công ty Asia Cup Việt Nam khẩn trương báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với hai sản phẩm mì Hảo Hảo và miến Good do công ty sản xuất để đánh giá sự xuất hiện chất ethylene oxit. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm do công ty cổ phần Asia Cup Việt Nam hiện đang phân phối trong nước, kiểm tra xác minh làm rõ quy trình sản xuất và các vi phạm nếu có để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chất ethylene oxit là chất không được phép sử dụng trong các thực phẩm bán ở Liên minh châu Âu EU. Cơ quan an toàn thực phẩm Iceland nói rõ, dù là việc tiêu thụ sản phẩm bị nhiễm chất này không gây ra rủi ro cấp tính, nhưng việc tiêu thụ ethylene oxit trong thời gian dài có thể gây ra vấn đề về sức khỏe. Theo số liệu của Hiệp hội Mì Ăn Liền Thế giới, nhu cầu tiêu thụ mì gói của người dân toàn cầu tăng mạnh do tác động của COVID-19. So với năm 2019, nhu cầu của người tiêu dùng trong năm 2020 đã tăng 14,79%, trong đó người Việt tiêu thụ 7,03 tỷ gói mì ăn liền, đứng thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Indonesia. Người tiêu dùng trong nước đang bày tỏ sự hoang mang rất lớn trước thông tin hai sản phẩm của Asia Cup Việt Nam chứa chất cấm, nhất là trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra, lượng tiêu thụ mì gói tăng cao. Bởi vậy mà cần phải làm rõ thông tin này một cách nhanh chóng nhất, bởi những năm qua thì sản phẩm mì gói Hảo Hảo luôn được người tiêu dùng trong nước tin tưởng sử dụng. Không những thế mà một sản phẩm thực phẩm khi mà được xuất khẩu sang nước ngoài đều được kiểm định nghiêm ngặt, nếu như không đảm bảo chất lượng thì tại sao lại được xuất khẩu? Trước mắt thì thông tin hai sản phẩm của Asia Cup chứa chất cấm sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do vậy, Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan cần phải vào cuộc nhanh chóng nhất để có thể sớm đưa ra kết quả chính xác công bố tới người dân. Vâng, thưa quý vị, là nhằm đánh giá hiện trạng và nêu giải pháp về việc quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói tại đồng bằng sông Cửu Long, khu vực sản xuất nông nghiệp trọng điểm và đóng góp hơn 50% sản lượng nông nghiệp cho đất nước. Sáng ngày hôm nay, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 13 tỉnh thành ở khu vực này. Tại hội nghị, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã nêu bật tầm quan trọng của hoạt động sản xuất nông nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và chỉ ra những giải pháp cần phải thực hiện để hướng đến một nền nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Thay vì bón phân nhiều lần trong cả vụ sản xuất, ruộng lúa này chỉ cần bón phân một lần duy nhất bằng phân bón tan chậm vào lúc cấy. Nhờ cách làm này mà nông dân giảm được 50% lượng phân bón so với trước đây. Cái phân bón mà tan chậm có kiểm soát này thì mình không có sợ bơm nước ra, tại vì nó bơm từ từ, cái phân bón nó phóng thích từ từ ra, thì do đó mà nó không bị thất thoát cái phân bón. Và cái canh tác, cái năng suất nó tốt hơn. Tuy vậy, những cách làm như thế này vẫn còn chiếm một tỷ lệ thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, năm 2020, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sử dụng lượng phân bón trong gieo trồng cao hơn 42% so với trung bình cả nước. Trong đó, Bến Tre là tỉnh sử dụng phân bón vô cơ cao nhất, lên đến gần 2.180 kg một hecta. Còn lượng thuốc bảo vệ thực vật các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cũng cao hơn so với mức trung bình của cả nước là 40%. Tiền Giang là tỉnh đứng đầu nhóm này với tỷ lệ sử dụng cao nhất là trên 20 kg trên 1 hecta. Càng lạm dụng thì nó lại càng nảy sinh ra dịch bệnh, thì càng lại phải dùng phân thuốc nữa, thành ra cứ dòng nó lặp lại. Và người nông dân người ta nghĩ rằng sản lượng nó càng cao thì thu nhập nó càng cao, nhưng mà người ta không nghĩ rằng như vậy kéo theo đó là cái chi phí nó lại càng cao. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, đơn vị này đang nỗ lực kéo giảm con số này xuống bằng nhiều các biện pháp khác nhau, như khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp một phải năm giảm, ba giảm, ba tăng, thâm canh lúa cải tiến SRI, quản lý sâu bệnh hại tổng hợp IPM, đồng thời tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy hoạt động sản xuất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nguồn gốc hữu cơ, sinh học,
Bằng chứng là 3 năm trở lại đây, số sản phẩm phân bón hữu cơ tại Việt Nam đã tăng gần 2,7 lần so với trước đây, đạt gần 5.000 chủng loại. Chúng ta đang khuyến khích các cái doanh nghiệp đầu tư hơn nữa hoặc một số doanh nghiệp đang sản xuất phân bón vô cơ để chuyển một phần sang sản xuất phân bón hữu cơ. Thì đây là một trong những cái hướng đi mà các doanh nghiệp cũng đang rất là nhiệt tình và theo cái hướng chuyển đổi này của Bộ. Và cái nữa là chúng ta cũng cố gắng xem xét để sử dụng các cái nguồn phân bón hữu cơ trong nông hộ. Ngoài việc đưa ra bức tranh tổng thể về thực trạng sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam nói chung và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nói riêng, hội nghị hôm nay cũng đánh giá thực trạng và nêu giải pháp quản lý vùng trồng, cơ sở đóng gói đối với các sản phẩm nông sản có nguồn gốc thực vật, xuất khẩu nhằm đáp ứng tốt hơn các điều kiện của các nước nhập khẩu. Rất nhiều các ý kiến tham luận từ các điểm cầu trực tuyến được gửi đến hội nghị hôm nay nhằm chia sẻ kinh nghiệm của các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tin tưởng rằng các giải pháp nêu ra sẽ được thực hiện với sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức và nông dân ở khu vực này. Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa phải đi cùng nhau, phải thiết lập được một cái hệ sinh thái hay là một liên minh của những doanh nghiệp có trách nhiệm đối với nền nông nghiệp, trách nhiệm đối với nông dân, đó có trách nhiệm với một thương hiệu quốc gia về nông sản, thì chính những liên minh đó sẽ cùng ngồi lại cùng với cái cơ quan quản lý nhà nước để hoạch định những cái chiến lược phát triển tầm xa hơn, mang tính chất căn cơ hơn, và làm sao những mô hình đó nó sẽ lan tỏa, nó thấm vào cái suy nghĩ của người nông dân. Cũng tại hội nghị hôm nay, Cục Bảo vệ Thực vật đã ký cam kết phát triển thuốc bảo vệ thực vật sinh học, phân bón hữu cơ và mã số vùng trồng với các đối tác dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan và lãnh đạo Cục Trồng trọt, lãnh đạo Hiệp hội Thuốc bảo vệ Thực vật Việt Nam. Điều này càng thể hiện quyết tâm cao độ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trong việc xây dựng hình ảnh một nền nông nghiệp Việt Nam minh bạch, trách nhiệm và bền vững. Lai Vung là vùng chuyên canh hoa màu và cây ăn trái lớn nhất của tỉnh Đồng Tháp. Trong lúc thực hiện giãn cách xã hội này thì lượng nông sản đang bị ùn ứ rất nhiều. Để giải toán bài toán này, địa phương đã tìm ra giải pháp để hỗ trợ cho người dân để tiêu thụ nông sản. Và ngay sau đây là ghi nhận tại xã Long Hậu. Với một công khổ qua, dự kiến sản lượng trên 4 tấn trái, chị Nguyễn Thị Hằng ở xã Long Hậu rất lo lắng khi ngày thu hoạch đã cận kề nhưng vẫn chưa tìm được thương lái đến thu mua. Rất may được sự hỗ trợ của các đoàn thể xã mà chị Hằng đã tiêu thụ được ruộng khổ qua của mình. Mấy ngày nay em nhờ có nhóm anh bên đoàn thanh niên qua hỗ trợ được cho em, là em cũng ra được hôm qua cũng được vài trăm ký. Dạ, cũng đỡ, em cũng rất mừng. Dạ, em sợ là ra không được nữa cũng rồi, tại vì hôm qua nó không có để lâu được, nó chỉ khoảng trong chừng 2 ngày hoặc 3 ngày trở lại. Để lâu quá nó sẽ bị hư. Nhờ có đoàn thanh niên giới thiệu cho em bán được nên lấy phần vốn đã chi ra và cũng có thể là em làm được vụ sau. Còn đây là trên 3 công bắp của ông Huỳnh Thanh Hải, được Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ tiêu thụ. Dù trời mưa, nhưng các bạn thanh niên vẫn nhiệt tình thu hoạch giúp ông Hải để kịp vận chuyển tiêu thụ trong ngày. Ba cái dịch bệnh đó, rồi lái buôn rồi nó cũng khó mua, cũng nhờ họ nông dân nó hỗ trợ bán bên ngoài, cũng nó đâu có lưu thông rồi được, nhờ hỗ trợ được rồi cũng gỡ là được mớ, cũng còn lỗ một số ít, cũng nhờ anh em bà con rồi xúm lại tiếp gì đó, tiêu thụ cũng có đầu ra cũng đỡ được. Từ khi thành lập đội hỗ trợ tiêu thụ nông sản của xã Long Hậu đến nay, đội đã hỗ trợ người dân địa phương tiêu thụ được trên 10 tấn nông sản và hoa, đồng thời rà soát nông sản ùn ứ của người dân hàng ngày để kết nối các nhóm thiện nguyện, hỗ trợ mua rau củ cho người dân. Mình làm cầu nối, thì thứ nhất là thông qua này mình thứ nhất là mình tiêu thụ rồi, có thể là hỗ trợ cho những khu cách ly, khu phong tỏa. Và bán cho những cái thương lái, còn bên cạnh đó thì thông qua cái kênh online như là Zalo, Facebook thì kêu gọi là người dân trên địa bàn huyện Lai Vung là có hỗ trợ ủng hộ cho người dân trong đợt dịch này, thì đến thời điểm này là cơ bản là cũng đã tiêu thụ được rất nhiều là nông sản cho nông dân. Bằng những việc làm thiết thực nêu trên đã lan tỏa cách làm này đến các địa phương khác trong huyện, giúp người dân giải được bài toán tiêu thụ nông sản trong mùa dịch.